test con Mitsubishi 331 thử chạy đường trường rồi, em ơi. Thử chạy đường trường xong rồi thử vào tải. Chạy nhanh lên. Ừ. Nhanh lên. Đồng tốc 8 tiếng 8 lùi. Con này thì nó chạy tốc độ khoảng 25 km/h. Rất là đẹp. Xe mà tầm khoảng 1000 mấy giờ thì nói chung là nó rất là nhiều, nhưng mà để kiếm được một cái con xe mà ngon á thì rất là ít, chứ không phải là có nhiều đâu. Mà nếu mà nó có nhiều á thì quá đơn giản rồi. Thế muốn ga cực kỳ nhanh luôn rồi. Mitsubishi MT 331. Anh tiến tắm lùi, hai cầu trợ lực tay lái. Thử bay nữa. Ben nữa được không? Hả? Ben. Còn nhớ không? Có nhớ cả. Là quá tuyệt vời luôn. À, nguyên rin chưa dọn chưa rửa gì hết, mới về. Đó, vỏ trước thì hơi răng nứt. Răng nứt luôn chứ không phải là hơi. Đó, vỏ sau thì cũng răng luôn theo thời gian. Sau xài 13.6/24. Vỏ cũng rất là đẹp, hôm nay dọn rửa xong đó. Hôm nay dọn rửa xong rồi quay tiếp cho tất cả mọi người xem. Bây giờ đậu gọn vô đây.